Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là tình hình là ca lạy một chiều mưa các bạn. Hôm nay mưa lớn quá các bạn ơi. Mưa cũng mới về xong thì mình dự tính là mình quay clip sớm cho các bạn xem cập nhật cái vườn ghi sáo của mình nó chạy tái tới đâu các bạn. Nhưng mà nó mưa lớn quá các bạn. Nó mới vừa tạnh thì mình ra mình quay hơi tối chút xíu các bạn. Đây, quay cho các bạn xem chơi cho vui nha. Thì cũng có số chạy trái các bạn. Số chạy trái mà số nó mới sổ nhị cũng xong mấy bữa rồi. Cũng chạy trái này các bạn ơi. Cũng có rụng nha các bạn. Mưa quá. Nó cũng rụng, nó tiễn bớt nè các bạn. Đây các bạn. Cũng rụng mà còn nhiều lắm các bạn. Tại mình xịt cái bộ ba đậu trái cũng hai lần rồi các bạn. Thì dự tính là hết tuần này chắc phải xịt thêm lần nữa các bạn. Để cho nó ổn định cái trái là các bạn. Chứ trái cỡ này các bạn. Cỡ này là còn rụng dữ lắm nha các bạn. Chứ không phải là sổ nhì xong là nó vậy là nó đảm bảo nha. Không có nha. Nó rụng dữ lắm nha. Nó còn tiễn cái này như vậy nè các bạn. Nó còn tiễn nữa nha. Nè các bạn thấy không? Nó rụng nha. Hàng ghi sáo thì nó được cái thì nó ít rụng, nó dễ đậu trái hơn mỏng thon, chứ nó vẫn rụng như các bạn. Tại cái cây nếu mà nó nhiều quá thì nó sẽ rụng nha các bạn. Thì thông thường thì nó sẽ rụng trong đây nhiều nhất, nó rụng trong mấy cái nhánh cái lớn nè. Nhánh cái lớn coi ngon lành vậy chứ nó đậu dở lắm các bạn. Nó ít đậu lắm. Thường thì nhánh thì cái chỗ này thì đậu 3-4 trái vậy, giống như vậy nữa các bạn. Bên đây cũng vậy, 3-4-5 trái gì đó. Càng về ngoài chót gì thì nó sẽ đậu nhiều nha các bạn. Đây các bạn, thông thường thì cây sầu riêng nó sẽ ưu tiên nó nuôi trên ngọn trước nha bạn. Thì bởi vì trên ngọn lúc nào nó cũng sổ nhị trước và nó chạy trái trước rồi nó mau lớn đúng các bạn. Tại dinh dưỡng nó dồn lên trên các bạn. Các bạn nào muốn trái nó đậu ở dưới nhiều thì các bạn xiên tỉa trên đi, bỏ vàng trên lấy vàng dưới. Nhưng mà cái mình theo mình thì cái vàng dưới nó đậu nó không có đạt nha các bạn. Thì dưới thì các bạn canh cái cây của các bạn mà các bạn để trái thôi. Chứ các bạn mà dù như các bạn mà để thấp ở dưới đất gần mặt đất quá thì trái nó sẽ không đạt nha các bạn, nó sẽ dễ bị rụng. Đây các bạn, thường thường là mấy cái nhánh này ngoài này nè các bạn, nó rất là dễ đậu trái nha các bạn. Đậu trái chùm không đó. Trên ngọn đây thì tối quá như các bạn không thấy ha. Lúc trên đây cũng có nữa nè các bạn. Các bạn thấy không? Đây nó lên bắt đèn lên vô quay cho các bạn xem nha. Hỗ trợ đó. Bạn thấy trên ngọn lúc nào nó cũng chạy trái nhanh và nó bự hơn, nó dễ đậu trái hơn nha các bạn. Thằng cây cá mỏng thon ghi sáo gì cũng vậy nha các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn thấy không? Gọi đèn nó thấy nó sáng hơn ha. Rồi, ok, mình qua cây khác mình coi nha các bạn. Tối quá buồn à, hôm qua ra quay phim rồi tâm sự các bạn cho vui nha các bạn. Thì bên đây cũng vậy các bạn. Bên đây nó cũng bắt đầu nó chạy trái nha các bạn. Bắt đầu nó tiễn trái rồi. Nha các bạn. Thường thường là mấy cái nhánh mà cấp 2 như vậy nè. Mấy nhánh cấp 2 mà nó thòng như vậy nè. Các bạn nuôi sao mà nó cho nó được nó bự nó to cái là nó nuôi trái luôn. Phải ru luôn các bạn. Mát trời không địa luôn. Chứ các bạn thấy mấy nhánh lớn rồi chứ nó nuôi không có ngon bằng cái nhánh ngoài đâu. Đây các bạn thấy không? Này cây này thì con số thì nó sổ nhị trước thì nó chạy trái trước rồi. Con số đây các bạn. Số đây nó sổ nhị sau rồi các bạn. Mới chạy trái nó cũng chưa chạy. Đi vòng vòng quay cho các bạn coi cây này cái được mình qua cây khác nha các bạn. Thì cây nào cũng như cây nấy các bạn. Đây. Thì lúc nào thì ở ngoài đó mình nói ở ngoài lúc nào nó cũng ngon các bạn. Trong đây thì nó còn rụng nha. Càng ra mà xa đây là nó đậu dữ dằn lắm các bạn. Đây các bạn. Càng ra đây là nó đậu dữ dằn lắm nha. Đây cũng nhanh nè. Cái này là mỗi mấy móm là mình chừa chừng một trái hai trái nữa nha các bạn. Này là chừa một trái hai trái thôi chứ không có để nhiều nha.
Cái đây cũng vậy. Cái này là mình để dự trữ thôi, chứ mình phải tiễn bớt chứ mình không có tham được các bạn. Và như thế này các bạn. Bạn thấy không? Bông rất là dữ dội. Bông là mình đã tiễn là 3 lần rồi các bạn, nhưng mà vẫn còn nhiều để mình dự trữ lại sau này, nếu mà nó đậu trái xong rồi mình mới tiễn trái nó dễ các bạn. Các bạn tỉa mà đừng có sát tay quá các bạn, nếu mà đỡ nó rớt thì nó nguy hiểm lắm các bạn. Các bạn thiếu trái nha. Đây, cái này cũng vậy các bạn, hổm nó sao vậy, sao này chưa có rớt không hết nè. Cái này thì nó không có chạy trái nha, chưa có chạy trái bự các bạn. Đến qua mình quay mấy cây chạy trái trước cho các bạn coi, cho các bạn mê lắm. Thì mình sầu riêng mình nó sổ nhị xong rồi mình nôn lắm các bạn, tại vì sổ nhị xong rồi sau khoảng 10 ngày là bắt đầu nó chạy trái này, nó chạy trái cái giai đoạn đó là thằng nào đậu nó chạy trái lẹ lắm các bạn. Ôi, mưa gió trơn trượt quá các bạn. Các bạn thấy không? Ở trên lúc nào nó cũng đậu nhiều, nó đều. Còn mấy cái trong nhánh lớn là nó tiễn nó rụng cũng nhiều lắm các bạn. Này nó tái bự nè các bạn. Các bạn thấy không? Thì mình để chừng ở đây mình để chừng 50 trái đến 60 trái thôi nha các bạn, chứ mình không có để nhiều nha. Thì cái sổ trường trái về là ok các bạn. Bạn coi nó nhỏ thì chứ sau này nó chạy trái nó lớn lên nữa là nó nhiều lắm nha các bạn. Các bạn thấy coi thưa thưa chứ, nó mà nó lớn lên nữa là các bạn phải tiễn bỏ chứ không thể nào mà để được nha. Để là không, cây không đủ sức nuôi đâu. Qua mình quay cây bên đây nữa là mình kết thúc video nha các bạn, tại video nó cũng dài rồi, mà nếu mà nó dài quá mình up trên YouTube nó lâu lắm các bạn, có nhiều khi mấy tiếng đồng hồ mà cũng không có tải lên được nữa, bởi vì mình bực mình lắm, mình không có quay dài các bạn. Đây, rồi ok, video đây là kết thúc rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video nha.